Vậy là hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về làm sao để các bạn khi mua trống biết được tại sao mình mua cái đó. Chứ không phải là cứ lên trên mạng gõ: anh ơi em có 10 triệu, em mua cái gì bây giờ? Cái sau đó lên một nhóm tư vấn 10 triệu mua trống làm gì, mua iPhone 7 cho nó sướng. Ông kia kêu 10 triệu đi nhậu đây. Ô quên, 10 triệu mua bộ trống này, 10 triệu mua trống kia. Nhưng mà tất cả những cái tư vấn đó, nó có đúng theo như ý các bạn muốn hay không? Các bạn có biết được điều đó hay không? Các bạn có hiểu rằng tại sao mình chọn cái điều đó hay không? Hay là chỉ nhắm mắt đưa tay cho người ta nắm đi? Vậy thì đó là lý do tại sao có cái livestream ngày hôm nay. Các bạn biết rằng là khi chúng ta chọn một cái trống, chúng ta chọn trống nó sẽ yếu tố gì sẽ cấu thành nên âm thanh của một bộ trống. Đó là gỗ các bạn, gỗ của cái trống. Thứ hai nữa là gì? Sò, các vị trí sò, rồi cấu tạo của hardware, nghĩa là những cái sò rồi cái bộ đỡ của nó. Đó là phần thứ hai. Nhiều bạn không biết cái phần hardware này nó liên quan mật thiết đến âm thanh như thế nào đâu. Đến đó tôi sẽ nói lại vấn đề đó. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa là gì? Mặt trống. Mặt trống cũng rất là quan trọng. Cuối cùng là gì? Sau khi các bạn có gỗ, các bạn chọn sò, hardware này kia, chọn mặt trống xong rồi, các bạn phải biết căn mặt trống nữa. Làm sao bố trí, căn làm sao, như thế nào cho nó hay nhất. Thì cái phần căn mặt trống tôi sẽ nói trong một cái video khác. Nói thiệt là tôi không biết đánh trống các bạn. Nên tôi cầm cái dùi đây để tôi gõ cho các bạn thấy, để các bạn phân biệt thôi ha. Trước mặt các bạn là ba hãng nổi tiếng. Thứ nhất đó là PDP của DW. DW thì ai các bạn biết rồi, DW. Và hãng, cái nhãn hiệu con của nó là PDP. Thứ hai, Mapex. Mapex là một cái hãng làm trống mà khi tôi coi cái doanh số của nó, tôi giật mình té ngựa luôn. Doanh số của nó lớn hơn bất cứ một hãng trống nào trên thế giới. Thiệt luôn, các bạn lên Google, các bạn search, các bạn tìm thấy những thông tin đó dễ dàng. Tôi không lòe các bạn. Và cuối cùng đó là Liquid, một hãng trống rất là lâu đời, 110 năm rồi các bạn, 110 năm. Đó là ba hãng trống đặc trưng cho ba trường phái. Bây giờ tạm thời tôi chưa nói cái nào là Liquid, cái nào là Mapex và cái nào là PDP. Bây giờ các bạn nghe bốn cái trống này nha. Và để cho các bạn có thể nghe được âm thanh nó như thế nào thì tôi đang dùng hai cái micro mà tôi rất là thích. Đó là hai cái Samson C01. Hai cái Samson C01 này là hai cái studio condenser microphone, large diaphragm, nghĩa là cái màng bắt của nó là cái màng bắt lớn. Tại sao tôi lại dùng hai cái micro này chứ không phải hai cái micro pencil, hai cái micro nhỏ nhỏ C02 ví dụ như các bạn này hay dùng? Là bởi cái này bắt ra tiếng nó rất là hay so với cái kia. Cái này thì tần số của nó từ 20 Hz cho đến 20 kHz. Thì tại sao tôi dùng hai cái micro này? Bởi vì tiếng nó sẽ rất là trung thực. Và tôi để EQ là flat, ngang hết, để cho các bạn nghe toàn bộ các chất âm của nó như thế nào. Không có một tí EQ, không có một tí effect nào ở trong này hết. Không có comb, không có gate, không có gì hết. Bây giờ tôi gõ trước nha. Lại nha. Tôi không bịt. Các bạn nghe âm thanh của bốn cái chưa? Lại nhá. Đây là bốn cái to 10 và lên dây của nó tương đối là bằng nhau, đó là tương đối, bởi vì chính xác như nhau thì hơi khó, nhưng mà là tương đối bằng nhau. Rồi lại nha. Rồi. Bây giờ tôi không nói cái nào hay, tại vì hay nó sẽ tùy thuộc vào ý các bạn. Bây giờ tôi chỉ phân tích cái thứ nhất. Gỗ làm trống. Các bạn biết gỗ làm trống thì nó có hai loại gỗ là tương đối phổ biến. Thứ nhất đó là maple, thứ hai là gỗ birch. Đó là hai loại gỗ khá là phổ biến. Có người sẽ nói với bạn rằng maple mới là hay, có người lại bảo rằng birch mới là hay. Các bạn đừng tin điều đó, bởi một lần nữa nó sẽ tùy thuộc vào cái các bạn thích. Bây giờ tôi chỉ nói một điều mà sơ là các hãng người ta hay nói thôi. Gỗ maple sẽ cho âm thanh cái phần mid low á, phần tiếng trung trầm trội hơn một chút, nên nó hơi ấm hơn so với gỗ birch. Thứ hai, bởi vì tiếng trung trầm nó trội hơn nên tiếng nó sẽ vang hơn một chút, nghĩa là nó kéo dài hơn một chút. Tiếng Anh nó gọi là sustain. Cái sustain của nó, tiếng nó kéo dài, nó vang hơn một chút so với gỗ birch. Còn gỗ birch thì nó như thế nào? Gỗ birch thì tiếng high mid nó sẽ bite, có nghĩa là nó rất là bite. Mình dùng cái từ mà đanh là không phải, nhưng mà nó rất là gọn. Thứ hai nữa là tiếng nó sẽ sáng hơn maple một chút. Cái phần high mid của nó sáng hơn một chút, đanh nó sẽ gọn hơn và nó bite. Bởi vì nó gọn hơn như vậy thì thường thường studio người ta có vẻ người ta thích cái tiếng nó gọn hơn. Đó là tùy theo. Nhưng các bạn nghe lại lần nữa. Đây là hai loại gỗ đó các bạn. Cái này số 1 là maple. Nghe tiếng của maple nha. Số 4 là maple. Đó là hai cái maple. Còn số 3 này là birch. Không biết tại sao bộ này tôi lại thấy cái bộ của birch nó lại có vẻ sustain, nó lại vàng hơn. Có thể nó cộng hưởng với mấy cái maple này. Chặn cái mặt này giùm anh. Đó. Nhưng mà bây giờ chặn mặt mấy cái maple này thì nó lại tiếng nó lại rất là gọn. Và cái số 2 này khá là đặc biệt. Tại sao nó đặc biệt? Bởi nó là hi-fi. Hi-fi có nghĩa là sao? Vừa maple mà lại vừa birch luôn. Chơi luôn. Không? Phái nam, phái nữ, mình làm cả hai phái luôn, maple và birch. Sao nó rất là đặc trưng, các bạn thấy không? Đó, birch. Maple nè, Maple cộng với Bush nè, nó đặc trưng đúng không các bạn? Đó. Thì các bạn nếu nghe bằng loa điện thoại cũng hơi khó đấy các bạn. Nếu các bạn nghe bằng tai nghe thì nó sẽ tốt hơn, nghe bằng loa điện thoại là hơi khó rồi đấy. Đó. Còn nếu mà chúng ta ở trực tiếp và chúng ta cầm dùi lên và đánh trực tiếp thì các bạn sẽ cảm thấy khác, rất là khác, rất là rõ đúng không Tuyền? Rất là rõ. Rồi, đó là gỗ maple và gỗ birch. Và tôi đã nói cái tính chất của hai loại gỗ đó rồi. Chuyện các bạn chọn cái nào là do các bạn. Maple số 1, Maple số 4, Birch số 3 và vừa Maple vừa Birch số 2. Ok chưa các bạn? Nói thêm, 4 bộ trống này có giá tiền ngang nhau. Tôi quên cái điều này cực kỳ quan trọng. Đó là một bộ trống có bao nhiêu lớp gỗ. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Như bộ này thì nó chỉ có chừng khoảng 4 lớp thôi. Rẻ tiền, 4 lớp thôi. Hai cái này 6 lớp. Số 1, số 2 6 lớp. Số 3, số 4 7 lớp. Nhỏ quá đúng không? 7 lớp. 6 lớp, 6 lớp, 7 lớp, 7 lớp. Cái này là 6 lớp Maple. Này là 6 lớp Maple đến Birch, để đến Maple, đến Birch, để đến Maple. À, xen lẫn nhau như vậy để tạo ra hai cái tính chất nó được cộng hưởng với nhau. À, cái này 7 lớp Birch và cái này 7 lớp Maple. À, nên là khi các bạn mua trống, các bạn phải chú ý dùng nó có bao nhiêu lớp nữa các bạn. Nhiều lớp thì tiếng nó càng hay. Tại sao vậy? Tiếng nó sẽ chắc. À, chắc hơn. Còn ít lớp thì tiếng đương nhiên nó kêu tong tong thôi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. À, rồi, sang vấn đề thứ hai là hardware của từng bộ trống. Các bạn thấy ở đây, hardware ở đây là mấy cái cùm này nó sẽ không bắt trực tiếp vào cái tang trống, vào thành trống, mà nó chỉ dính vô mấy con ốc và cái niềng trống thôi. Điều này cực kỳ quan trọng. Các bạn coi đây là một bộ trống rẻ tiền. Các bạn thấy không? Vẫn 12 con sò như thế, nhưng mà cái cùm trống ở đây nó gắn trực tiếp vô cái gỗ của trống. Cái chuyện này nó sẽ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, về lâu về dài, bởi vì chúng ta treo cái trống lên trên cái cùm của trống bass, đúng không? Những cái bộ này thường thường là cái cùm của trống bass trực tiếp đi vô cái trống bass luôn, cái kick luôn, hoặc là các bạn treo ở trên chân. Thì về lâu về dài, cái chỗ này, cái cùm này, về lâu về dài nó sẽ làm cái chỗ mà nó gắn cái cùm này nó sẽ bị toang ra, tét ra, và cái chỗ này làm sao nó chắc được, đúng không? Đó là về lâu về dài. Thứ hai nữa, nếu các bạn can thiệp càng nhiều vô cái lớp gỗ thì tiếng nó càng bị ảnh hưởng. Khi chúng ta gõ vào mặt trống, hai cái mặt trống này nó sẽ cộng hưởng với nhau. Đây là cái mặt trống để đánh, và cái mặt dưới này gọi là cái mặt cộng hưởng resonance. À, nó sẽ cộng hưởng với lại lớp 4, 6, 7 cái lớp gỗ của cái thành trống này để tạo ra âm thanh. Nên khi các bạn khoan càng nhiều lỗ, khoan vô, tác động càng nhiều vô thì âm thanh nó càng bị tác động nhiều. Có khi nó vui vui, hên hên hay hơn, nhưng mà hầu hết là nó không hay, nó dở xuống. Tại các bạn tác động, các bạn thấy như guitar thùng á, người ta đâu có dám tác động nhiều vô cái thùng guitar đâu. Nên thành ra những cái bộ trống mà mắc tiền một chút là người ta bắt buộc người ta phải làm cái cùm nó nằm ngoài, không dính dáng gì, ăn nhập gì với cái thành trống hết, cái lớp gỗ, các lớp gỗ của trống. Đây cho các bạn cho rõ. Các bạn thấy không? Đây là cái cùng nè, đúng không? Đây là cái cùng nè, các bạn thấy không? Cái này nó chỉ dính vô mấy con ốc thôi, nó không có dính dáng gì. Các bạn thấy ở đây, nó không có dính dáng gì đến cái lớp gỗ của cái trống đó. À, đó là cái này là Liquid, bộ này bộ Liquid. Còn đây là Mapex cũng dành luôn nè. Đây là các bạn thấy cái này nó, ủa cái này tưởng giống như là nó dính vô, không phải, cái này nó chỉ là đỡ như vậy thôi. À, đây à, nó dính vô mấy con ốc thôi. Các điều đó nó sẽ khiến cho âm thanh của những bộ trống này không bị can thiệp. Điều đó rất là quan trọng. Bởi vì đối với trống tập thì không sao, chúng ta nói không sao, bởi vì nó là bản thân nó là trống tập. Và nếu mà các bạn đã làm show rồi, các bạn nên cố gắng mua những bộ trống mà những cái cùng là cùng treo. Ngày xưa khi mà Peavey, hãng Peavey còn làm những bộ trống cao cấp, tất cả những cái bộ trống không có niềng sắt luôn, mà ông Peavey, ông Hạc Lê Peavey, ông đã chế ra cái niềng gỗ luôn. Và tất cả cái mặt vô cái niềng gỗ đó. Và cái nguyên cái thành gỗ của cái trống không có một cái tí gì tác động vô đó. Và khi tôi đánh mấy bộ đó, âm thanh rất là tuyệt vời. Nên thành ra tôi khuyên các bạn, nếu đi làm show, các bạn mang một trình độ hơi chuyên nghiệp chút, cố gắng chọn cái cùng không dính đến cái thành trống. Mấy cái bộ của Peavey ngày xưa đến giờ tôi vẫn rất là yêu, bởi vì tiếng nó cực kỳ, gõ lên rất là dễ thun, rất là dễ lên dây mặt trống, gõ là cái tiếng cực kỳ tuyệt vời. Nhất là kích để vô ráp đập cái kịch, sướng rên người. Ok, đến điều thứ ba. Ở đây các bạn có 3 loại mặt. Mặt một lớp, mặt nhám một lớp, này mặt trong, mặt nhám một lớp, và mặt trong 2 lớp. Đó là mặt trên đấy các bạn. Mặt trên một lớp, nhám và 2 lớp trong. Mặt nhám là mặt như thế nào các bạn? Đây là mặt nhám này các bạn. Nghĩa là ở trên nó có mặt nhám. Những ai mà đánh nhạc jazz là bắt buộc phải có mặt nhám, thì có chổi thì quét nó mới ra được. Còn mặt trong là có là đánh nhạc jazz là thua, là bởi vì có chổi quét là nó không có ra, tiếng. Đây là để cầm vô. Nó ra tiếng gì đâu. Các bạn rờ nó mất rên. Rờ nó mất rên. Còn rờ em này đây, rên thấy lên. Thấy rên chưa? Về chưa? Đây là 3 cái mặt trống, và 3 cái mặt trống này là đều của hãng Remo. Remo và mặt China hết. Tôi không ráp mặt Đài Loan ở đây, tôi cũng không ráp mặt Mỹ ở đây, mà mặt của China, Remo China, để có điều kiện so sánh chất âm của 3 cái mặt. Đương nhiên thì nó cũng ảnh hưởng bởi cái chất liệu gỗ nữa, nên thành ra cái mặt của nó thì tôi cũng không thể là kết luận chính xác là cái mặt này là chất âm nó là như vậy, bởi vì cái mặt nó còn cộng hưởng với cái chất liệu gỗ nữa thì nó ra cái âm thanh như vậy. Nhưng các bạn tạm thời nghe 3 cái mặt như vậy. Đây, mặt đơn, mặt một lớp trong. Gỗ birch và gỗ maple. Còn đây là mặt đơn một lớp nhưng nhám. Nhưng các bạn phải nhớ rằng đây là vừa maple vừa birch. Còn đây là mặt 2 lớp. Một lớp Bây giờ tôi sẽ so sánh hai cái maple, một lớp và hai lớp. Hai lớp. Lớp và hai lớp. Các bạn nghe thử. Có người thích một lớp, có người thích hai lớp, có người thích mặt trong, có người thích mặt nhám. Khi các bạn lên trên website của hãng, thường thường nó sẽ ghi những điều này. Thứ nhất, chất âm của cái mặt đó sáng hay tối. Điều thứ hai, âm của nó dài hay ngắn, đó là sustain, dài hơn hay ngắn hơn. Và điều thứ ba, độ bền của nó, cái nào bền nhất, cái nào ít bền hơn. Hãng bao giờ họ cũng ghi ba điều đó rất là rõ. Các bạn không cần phải hỏi anh A ơi, lớp hay hai lớp cái nào bền hơn. Các bạn lên hãng hỏi, hãng trả lời chính xác nhất. Nên thì cái gì tôi cũng vậy. Tôi lên hãng, website của hãng tôi coi. Bởi vì họ bán một lớp, họ bán hai lớp, họ bán mặt nhám, họ bán mặt đen, họ bán mặt một lớp rưỡi. Không có lý do gì họ nói một lớp hay hơn hai lớp, mặt nhám dở hơn mặt trong, hay là mặt đen tốt hơn mặt nhám. Không có lý do gì hết. Họ làm ra nhiều loại mặt như vậy để cho phù hợp cái các bạn muốn. Vậy thì người ta nói mặt này âm sẽ dài hơn, mặt này âm sẽ ngắn hơn, mặt này tiếng sẽ cao hơn, mặt này tiếng sẽ trầm hơn, mặt này tiếng nó sẽ bền hơn, và mặt này độ tuổi của nó sẽ bớt thọ hơn. Họ nói rất là chân thật. Đương nhiên cái tuổi thọ thì nó phải tùy thuộc cho các bạn. Nhân đây nói về cái chuyện mặt. Khi các bạn thay mặt, thật ra mặt trống nó không bao nhiêu tiền các bạn. Sau một khoảng thời gian thì mặt trống thì nó là bằng cao su mà, thì nó sẽ giãn ra, nó cái độ đàn hồi nó không còn nữa. Thì khi độ đàn hồi nó không còn nữa thì tiếng nó sẽ bị giảm chất lượng xuống. Thì lúc đó các bạn thay lời vừa. Thứ hai nữa, các bạn khi các bạn thay mặt đó, dàn tom các bạn thay đồng loạt. Snare các bạn không thể không thay, kick các bạn không thể không thay, nhưng snare tom là phải thay đồng loạt. Chẳng hạn như tom 10, tom 12, 16, tự nhiên thay cái 16, 10, 12 không thay. Hoặc là 10 thay, 12 không thay, 16 thay là làm sao? Tum tụm tăng, tum tùm tùm, tum tụm tùm là sao? Chắc âm nó đâu có giống nhau. Nên thay đồng loạt, không cần thay cả bộ. Snare thay thì nó chả dính dáng gì đến tom, kick thay nó cũng không dính dáng gì đến tom. Nhưng tom phải thay đồng loạt với nhau thì nó mới hay được. Tôi đã từng thấy một anh đánh bộ đi Đức của tôi 150 triệu. Nhưng mà nghe tiếng nó dở, tôi mới lên tôi coi, ủa tại sao bộ collector của tôi mà tiếng nó dở như vậy? Hóa ra là mặt trống lâu lắm rồi anh ấy không thay, và tune rất là kỳ, lên dây trống rất là kỳ. Nên bởi vậy các bạn làm ơn chịu khó nhớ những điều đó. Đó là ba điều để các bạn mua một bộ trống. Đó là như vậy. Còn cái chuyện mà hardware thì nó sẽ tùy thuộc vào các bạn thích hardware như thế nào, pedal nó sẽ như thế nào. Chúng ta nó sang một cái phạm trù khác. Hôm nay chúng ta chỉ ở gỗ trống, hardware. là cùng trống, mặt trống. Và tôi có đẹp trai hay không? Bộ này là bộ Liquid Evolution Maple. Liquid Evolution Maple. Bộ đây là Mapex Armory. Đây là concept PDP Burst. Và đây là concept PDP Maple. Tôi nói sai, tôi gọi tên vậy là sai. Phải gọi là concept DW Burst, concept DW Maple. Màu thì nhiều lắm nha các bạn. PDP concept rất là nhiều màu, đến 12 màu lận các bạn. Tha hồ chọn, tha hồ chọn. Từ nung ninh đẹp xinh, kim tuyến, cho đến màu gỗ tự nhiên, đều có. Đỏ có, tím mộng mơ có, trắng bạc có, rồi xanh có, màu tự nhiên natural có. Còn Mapex Armory thì nó có những khoảng 6 màu. Đây, đẹp không? Đẹp kinh luôn. Mapex đẹp quá, đẹp. Rồi chẳng hạn như màu dày đẹp không, nhìn thấy là muốn yêu rồi. Hay là màu natural tự nhiên, màu gỗ tự nhiên. Rồi Evolution Maple. Đỏ như thế này, hoặc là xanh như thế này, hoặc là màu sunburst như thế này, sunburst, hay là màu nó này không phải là màu đen, nó là màu see through black, có nghĩa là màu đen nhưng mà voan. Tại voan đó các bạn, thấy mấy cô gái mặc áo đen mà voan đó, mới thoạt đầu vô nhìn tưởng là không thấy gì, nhưng mà thấy quá trời thứ luôn. Đó là see through đó. Ok. Và tất cả những bộ này đều có giá đồng nhau. Bộ Evolution Maple nó đắt hơn là bởi vì nó đến 7 trống. Cả mấy bộ này nó giá đồng nhau hết. Hẹn gặp các bạn tại Nhạc Việt. Đây là điều quan trọng nha các bạn. Nhạc Việt chỉ có một, và chỉ có một mà thôi. 319 Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nha các bạn, mời các bạn ghé đây. Nhớ subscribe kênh YouTube của chúng tôi, like trang công ty Nhạc Việt hoặc bảo Nhạc Việt Vũ. Các bạn sẽ có những thông tin mới nhất, giá phê nhất. Bye bye.